Báo Hàn Quốc choáng vì clip Công Phượng ghi bàn cho Incheon United. Chỉ trong 3 ngày, lượng người xem video Công Phượng lập cú đúp trong buổi đá tập của Incheon United đã vượt ngưỡng 300.000, khiến báo chí Hàn Quốc không khỏi sửng sốt. Ngày 11 tháng 3, trong buổi đá tập của Incheon United với Đại học Hancock, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã lập một cú đúp. Ở trận đấu đó, tân binh 24 tuổi sớm phải rời sân vì chấn thương nhẹ, còn Incheon United đại thắng với tỷ số 8-0. Đáng chú ý, một kênh truyền hình Việt Nam đã ghi lại hình ảnh trong trận đấu của tiền đạo xứ Nghệ và chia sẻ lên kênh YouTube. Chỉ trong 3 ngày, lượt xem video Công Phượng lập cú đúp trên kênh này đã vượt ngưỡng 300.000 và có hàng trăm bình luận khen ngợi. Sức hút của Công Phượng khiến tờ thể thao Best Eleven Hàn Quốc đã tỏ ra cực kỳ bất ngờ. Trang này có ngay bài viết với tiêu đề "Video các bàn thắng của Công Phượng đạt hơn 300.000 lượt xem trong 3 ngày. Bởi lẽ, đây là con số đáng mơ ước khi so với các video ở giải K-League. Thông thường, các video trận đấu, tình huống của giải K-League được trang chủ hoặc đơn vị phát sóng Sport TV đăng tải chỉ đạt khoảng vài chục nghìn lượt xem, thậm chí thấp hơn. Chính vì thế, báo Hàn Quốc tỏ ra cực kỳ choáng khi thấy lượng người xem video của Công Phượng tăng chóng mặt chỉ trong 3 ngày. Thực tế, có rất nhiều video của Công Phượng trên YouTube có lượt xem vài trăm nghìn, thậm chí vài triệu lượt xem. Số lượng người theo dõi các trận đấu của Incheon United cũng lên tới hàng trăm nghìn khi có tiền đạo tuyển Việt Nam thi đấu. Từ khi ra mắt ở lứa U19, tiền đạo của Lò Hoàng Anh Gia Lai đã luôn nhận được sự yêu mến của người hâm mộ cả nước. Mới nhất, Công Phượng cũng đạt giải cầu thủ được yêu thích nhất năm 2018 do người hâm mộ bình chọn, bất chấp sự nổi lên của những tài năng trẻ như Quang Hải, Văn Hậu. Người hâm mộ kỳ vọng tiền đạo xứ Nghệ sẽ được thi đấu nhiều hơn ở và tỏa sáng trong thời gian tới.